Vy ơi, em đói chưa? Để anh mời em món này nha. Còn nhiều món ngon, vào đây xem nhé. Ajinomoto, cùng nhau hạnh phúc. Nó khó khăn gì không cô? Dạ. Nhỏ thì cũng có mấy chị là xã sinh ra, cũng cho ăn uống cũng ít, nên cái chi phí nó cũng đỡ. Dạ. Là chủ yếu là công chăm sóc của mình thôi. Thì lúc đó thì 18 tháng thì lúc đó chỉ có ba bé đi học thôi, ba bé cũng dặn là cho khỏe cho đi học. Mới đầu 2 tuổi mới đầu cho đi học hết 5 bé, chở ba đứa, không chở hai đứa. Nên như là ngày nào cũng 2 chuyến. Đó là có mấy cái phụ huynh đồ mà chưa biết mà dặn mà mình là sinh năm hỏi ủa chị này mà giống chắc xe ôm hay gì á. Cứ chở đi xong cứ quành lại chở nữa. Chở 2-3 lần anh hỏi ủa chị rước cháu mà nó không con tôi. Không con tôi. Không ai tin hết. Cái giai đoạn mà mình chăm thả cho mấy bé đó có gì vui không bà? Lúc mà đi đi ỉa 5 đứa đó đây. Cô này vô nhà thương nè. Mà 30 Tết rồi thấy xin về đem về lấy hết 5 đứa rồi đi bệnh viện. Năm 2013, Việt Nam ghi nhận ca sinh năm đầu tiên trong lịch sử y học. Ba bé trai lần lượt là Thế Huynh, Thế Đệ, Thế Lộc và hai bé gái là Quách Phượng và Quách Mũi. Đến nay đã vào lớp 3. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hiện tại thì Dương Tri đang có mặt ở chợ Bào Sen, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời cả nhà đi cùng Tri nha. Sứ giả của chúng ta sẽ bắt đầu hành trình với sự gặp gỡ và làm quen với hai bà cháu trong một chợ nhỏ tại quận 5. Ôi, em chào cả nhà. Ba đứa. Hello. Trời ơi. Vô nhà cái năm đứa nó lại con hơi bất ngờ luôn, về con thấy trời ơi năm đứa nó chơi mà nó quậy cho mấy chị với cô ở nhà trông chừng mấy đứa bé vậy có cực lắm không cô? Trông mấy bé thì đương nhiên là cực rồi, nhưng mà thời gian dạng như là mình quen rồi nên nó cũng đỡ. Dạ. Bà nội là chơi tới đâu là phải dọn tới đó. Dạ. Cứ nhà cái ngày cứ hét riết. Dạ. Đầu tiên mà mình gặp dâu thì cái cảm giác mình sao? Là đi xuống dưới á. Dạ. Dẫn ba nó đi xuống dưới. Vô cũng nói chuyện với bà má nó rồi, với ba rồi này nọ rồi mới kêu cô dâu ra. Dạ. Thấy thì cũng dễ thương, trắng trẻo, cao rồi thôi. Cũng ưng liền. Chồng nó lớn tuổi, rồi dạ. Nó còn nhỏ thì cô hối. Dạ. Ra về, xong rồi chưa có, cái tháng nào cũng chưa có bầu. Mong hoài. Là lúc đó cưới nhiều tháng thôi cô? Nói chung là về là đã hối rồi. Từ 9 tháng là bắt đầu là hối dồn dập. 9 tháng là bắt đầu là hối dồn dập. Lúc đó có cháu rồi. Có cháu. Lúc đó chưa có rồi cái bắt đầu có cái cô ngoài này giới thiệu nè. Dạ. À, bác sĩ ông mới về, mặt dạ. Tai lắm này nọ. Rồi ba nó thì cứ lái xe hoài. Dạ. Ừ, ít ở nhà đó, những ngày rụng trứng đồ đó. Rồi xong đi giới thiệu sao hai vợ chồng đi làm sao mà năm trứng đậu hết trơn luôn. Là đi hủ tinh hả cô? Không. Đúng như là canh trứng nè. Canh trứng à? Ủa chị, khi mà mình mà có bầu mà nặng như vậy á, cái việc đi lại này nọ rồi mình khó đi mà thì chỉ hạn chế trong nhà thôi. 6 tháng rồi mà vẫn nê cái bụng được lên cái cầu thang. Tháng thứ 7, thứ 8 là mệt quá mới bắt đầu ngủ ở dưới đây thôi. Là lúc đó là ai người chăm chị? Thì chủ yếu là mẹ chồng. Mẹ chồng. Mình đi sanh á, có gì vui không kể nghe chứ. Lúc đó là chắc không có kỷ niệm vui mà toàn là hồi hộp sợ không ạ. Dạ. Tại đào vì nó nằm trên. Mới có dấu hiệu sanh á là dạ. Điện thoại cho bác sĩ thôi em ráng đi, mình cũng ráng. Ráng đâu từ lúc mà trưa 11 giờ là đã điện rồi. Dạ. Ráng tới lúc 3 giờ nó chịu hết nổi rồi phải điện rồi. Thôi em chạy vô lẹ. Từ của mình cũng ton đi ra tự lên taxi, tự đi vô bệnh viện, tự vô khám luôn. Dạ. Thấy người kia trời ơi có một đứa mà nó ôm bụng nó trời nó khóc bằng quại. Ủa sao kỳ ta, người ta đẻ mà người ta đau mà mình không có đau gì hết trơn. Cũng hăng hái lắm, cái chừng siêu âm lại lần thứ 3 trời lúc đó đau hết biết trời đó, còn lúc đó muốn khóc luôn. Nó lăn trên đó mà. Dạ. Chỉ lúc đó là mình chỉ mới biết là có 4 bé thôi. Dạ đúng rồi. Xong cái lúc mình sanh ra mình mới biết là 5 bé. Bé nào bị che? Anh hai đệ á. Là à, anh hai đệ là bị che. Ồ, anh kia anh ngồi bìa hả? Bìa đó. Dạ. Tháng thứ 8 là tháng siêu âm cuối cùng á. Bác sĩ cũng nói là anh nói thiệt với em Thư là nó này là chỉ là suy đoán thôi. Đúng rồi. Là có thể là 5, có thể là 5, nhưng mà không chắc ăn. Lúc đó là mình có cảm thấy sốc không? Sốc chứ, sốc luôn. Ờ. Rồi lúc đó là anh nhà có ở đó không chị? Vẫn còn đi lái. Còn anh còn đi lái. Có mình tôi với nhỏ em vẫn đi thôi. Rồi cái lúc mà anh hai em tin rồi sao cô? Cũng như không báo. Mình cũng hết hồn rồi, trời ơi 4 rồi bây giờ ra 5 nữa, một con 1 nữa rồi không biết ai giữ nữa. Không báo nó, chừng nào nó đi vô nó gặp. Cái
kinh tế mình nó có gây áp lực cho mình, nó khó khăn gì không cô? Dạ. Đã thì cũng có mấy chị như là trả sức ra cũng dạ. Cho ăn uống cũng ít nên cái chi phí nó cũng đỡ dạ. Chủ yếu là công chăm sóc của mình thôi. Thì lúc đó thì 18 tháng thì lúc đó chỉ có ba bé đi học thôi, ba bé cũng dạng là cho khỏe cho đi học. Mới đầu 2 tuổi mới đầu cho đi học hết 5 bé, chở ba đứa, không chở hai đứa. Nên như là ngày nào cũng 2 chuyến. Đó có mấy cái phụ huynh đồ mà chưa biết mà dạng mà mình là sinh năm hỏi ủa chị này giống chắc xe đa ôm hay gì á. Cứ chở đi xong cứ hoành lại chở nữa, chở hai ba lần á nói ủa chị rước cháu mà nó không con tôi. Không con tôi. Không ai tin hết. Cái giai đoạn mà mình chăm tả cho mấy bé có cái gì vui không bà? Lúc mà đi ỉa năm đứa đó lây cô này vô nhà thương mà 30 tết rồi phải xin về đem về lây hết năm đứa rồi. Đi bệnh viện trước tết là khoảng 23-24 là đi rồi, biết ở nhà là có 4 đứa, còn 4 đứa nữa tên thôi bà bác sĩ kêu là thôi cách ly đi, bà nội nặng nặng thôi về để nhà không ai phụ như vậy thờ cúng tổ tiên đồ này nọ kia thôi, cũng nặng nặng bác sĩ thấy vậy cũng cho về. Đi về hồi lúc bữa trưa ha, bữa tối chưa lên thấy chân ngồi vậy mới vừa bận cái tạo mới vô chị, mới vừa dán vô trời ơi nước linh láng luôn, lây hết 4 đứa, lây 4 đứa luôn, năm đó ăn tết đau nhất luôn. Rồi ông bà khỏi ăn tết trừ luôn, không có đứa gì kịp ban mới về rồi khỏi cúng khỏi nước. Sau khi sinh á mình nhiều như là con nhiều quá rồi mình có xích mích gì không? Cũng xích mất nhiều lắm. Mẹ chồng nàng dâu mà thì đương nhiên là ở lâu rồi đương nhiên đó. Có rồi dạ, cái kia. Cô bực bội á dạ. La ẩm con hai đứa chạy về dưới bỏ ở đây 3 đứa. Ủa chị ẩm con đi hả? Mà ba nó giận, ba nó không sáng về đưa đi học thôi rồi bỏ luôn. Bà nội phải từ đây chiều đi bộ lợi mầm non ba ngay nè dạ. Rồi cái đón 1 đứa, tại nó dẫn 2 đứa rồi 3 đứa học trước á mầm non á. Rồi phải đi ra đi taxi qua bên Cao Đạt á, 2 đứa về một cô nước tắm rửa một mình luôn. Đó muốn bỏ đi rồi không cái nó sao rồi nhớ cũng nhớ con á rồi về thôi xin mẹ rồi tôi bỏ về. Ủa mà bình thường mình đi chơi lễ tết này nọ mình có không ở nhà xuống hả? Ở nhà xuống luôn hả? Đi lạc hết lần rồi đó. Hồi lúc mà cỡ 2 tuổi á mới có mở cái đường hoa mừng Nguyễn Huệ gì đó dẫn 2 đứa đi hay sao chị? Cũng 2 mẹ con thôi cho nó đi cho biết. Sư nắm 2 đứa 1 đứa nó nắm 2 đứa cái tự nhiên ngày lo đứng ngay chỗ nước phun á dạ đó mình kêu Phượng đi rồi đó nha lo đi nghĩ là nó đi theo giống như nãy giờ cái chừng quay mẹ Phượng đâu trời ơi cho 2 mẹ con dí mày rồi thôi nó chạy trời ơi mà nó chạy là mất nè người ta như kiến luôn dạ. Mà nó có chút xíu vậy nè bây giờ không đi đâu nữa đó người ta biểu buộc dây người ta buộc tao dòm cho nên là thôi không buộc kỳ lắm. Trước khi mà mình sanh con á lúc đó thì mình hỏi với mẹ chồng mình có áp lực gì không chị? Trước khi sinh con thì cảm giác cũng thoải mái lắm. Mẹ chồng giống như là mẹ ruột của mình á. Dạ. Về thì cũng 2 mẹ con cũng tiếp xúc trò chuyện đó. Nhưng mà sau khoảng một thời gian á mình cảm thấy như là mẹ chồng mà lớn tuổi. Dạ. Nó cảm giác không có được giống như mẹ ruột của mình. Mình sống với mẹ ruột với con quan điểm là 2 mẹ con xem như bạn. Có gì có thể nói chuyện thổ lộ với nhau. Còn mẹ chồng dạng như là kiểu người lớn có phong kiến mà dạng như là kiểu áp đặt. Ừ, mẹ chồng nàng dâu thì mẹ nói này con phải giống vậy. Mẹ nói con phải nghe giống vậy, không được quyền cãi lại. Tao thấy nói chuyện mẹ giống như là áp lực quá, bó quá. Nên mình khép lòng mình lại chút xíu. Thường nữa là sau khi sanh người ta sẽ va vô cái vấn đề trầm cảm á. Thì lúc đó chị có cảm giác là mình đang bị trầm cảm hay là sao? Không, lúc đó mình không có nghĩ mình bị trầm cảm đâu, mà mình nghĩ là áp lực quá. Lúc đó thì đâu có thời gian đâu mà coi báo đài hay là có dạng coi trầm cảm, nhưng mà dịu như kiểu dạng như là mẹ bị trầm cảm quá tính ý định là giết con hay là này nọ kia, mình coi đó mới gọi là trầm cảm. Còn mình thì không bị rơi vào cái trường hợp đó, cứ nghĩ là mình bị áp lực quá thôi, căng thẳng quá thôi giữa mẹ chồng nàng dâu nữa, cái xích mích nhiều quá mình chịu không đựng không nổi, mình cứ nghĩ là mình bị u uất, mình không có người để mà mình thổ lộ mình tâm sự á. Nhiều khi khóc một mình, nhiều khi chịu không đựng nổi thì lúc đó mới tức quá không biết làm gì. Chồng thì đi lái suốt ngày không có người tâm sự, mẹ chồng thì dạng như là không có thổ lộ được, không biết thổ lộ với ai thì thôi ôm 2 con về quê với mẹ ruột. Mình thì mình ở kẻ giữa, giờ nói mẹ ruột chồng không được,
mà quay qua lấy lá nói thấy mẹ ruột của mình bị tổn thương thì nó hoàn toàn cũng buồn. Sau đó không? Có suy nghĩ gì trong đầu mình thoáng qua không? Có chứ, lúc đó mình nói không lẽ giờ bỏ hết năm đứa đi đâu thì sao là không ai biết hết. Nhưng mà nghĩ lại là con nhỏ quá. Nếu mà đi vậy thì tốt cho con mình. Nó đi ráng chịu đựng. Có cái phết ở trong lòng á. Mỗi lần nhìn mẹ giống như là mình sợ lắm, áp lực lắm. Vậy là mỗi lần mà muốn về quê hay vậy, hay muốn đi chơi với bạn bè, mở miệng ra nói mẹ ơi con muốn đi hả, nhưng mà sợ kinh khủng lắm nên dằn lại không nói, biết là muốn quen vậy. Mình biết cái tính mẹ vậy á, rồi sau này á rồi mẹ cũng hiểu là mình áp lực, mình có con cái này cái kia, mẹ có tâm sự với mình không? Sau này thì mẹ cũng coi báo đài rồi cũng biết cái dạng mà trầm cảm gì đó. Dạ. Yeah. Mẹ cũng không nói, sau này mới nói mày bị vậy là mày bị trầm cảm. Mình cũng khư khư con cũng bị trầm cảm ra gì đâu, nói vậy là hiện tượng trầm cảm. Thì sau này mẹ cũng thái độ lại mỗi lần mà mẹ góp ý với mình á thì thái độ của mẹ thì nhẹ nhàng hơn. Nói thật ra là người mà bắt hai chồng có con là mẹ thôi, chứ dạng gì là chắc mẹ biết làm sao nên không có phàn nàn tao lớn vậy mà phong phải vậy. Nên được cái là mẹ rất là chỉ là phụ với mình, rất là san sẻ, như mày làm cái này tao làm cái khác. Nói chung là chỉ quân vẫn năm đứa cháu thôi, không có phàn nàn con mày mày tự mày lo này này, không có nào mà buông ra tao lời câu đó. Chị có ghen hay là chồng chị có ghen gì không? Hai vợ chồng được cái là không ai ghen ai hết, dạng như là chắc hiểu nhau lẫn nhau rồi vậy. Chồng không ghen, vợ không ghen, mà ngược lại là mẹ chồng ghen lại giùm cho thằng trai, mẹ chồng ghen lại giùm cho thằng trai. Trong cái thời gian mà mới sanh xong mà nhìn mình tàn lắm, nói về quê mà em nói là em trai mà nó nói trời ơi, hồi lúc trước có bà con gái đi ra đường bà tôi tự hào đó, giờ bà về đi chứ bà đường bà tôi không dám đi ra đường bà. Mình cũng tự ái chứ, mình thì cũng bắt đầu đi ra đường thì bận đồ kín đáo chút xíu thôi. Bắt đầu cái mỗi lần đi học hoặc là đi giao hàng mà trễ tí xíu, cái mẹ nói rồi chắc biết thằng nào rồi đó. Cái mình lúc đó mình tự ái mà, tự ái dồn dập luôn, mình cũng có lại. Thì mẹ bắt đầu mẹ nói thì sao cái này mẹ mới bình tĩnh đó, thì tao thương mày thì tao mới nói, thì sợ vợ chồng mày vậy thôi. Năm đứa mà lỡ đứt đoạn người này nó kia, mẹ không muốn thì cũng nói là giờ hỏi mẹ chứ năm đứa này đi ra đường nó ai thèm nữa, con giờ con còn muốn ói nữa ai mà tới. Mẹ nói thì tao vẫn sợ thì tao nói vậy thôi. Có thể nào mà mình dính một chút thời gian, ví dụ như mình đi làm mặt hay là mình làm móng tay móng chân hay là mình làm cái gì đó cho mình chút không chị? Thì lúc trước là bé đi học rồi, thời gian như là nhiều khi mình thấy mệt mỏi quá thì mình cũng muốn đi. Sau thời gian này cái dạng như là lừ đi, có cảm giác như là mẹ không thích mình làm đẹp vậy. Cái mình thôi vậy thôi, nếu mà tại vì mình quan điểm sống là thôi nhịn nhục đi. Tại đi hai lần rồi thấy gia đồ đình bất ổn quá, cái thôi thì ráng nhịn nhục để mà sống. Biết phía con ở cái điểm nào, biết điểm dừng, ở ngoài đường người ta thế nào đã nghệ kệ người ta. Mẹ cứ ra ngoài đường mẹ thấy cái bà đó lăng nhăng này kia, cái mẹ về mẹ cứ sợ con dâu mẹ thế này, cái mẹ gán ghép như vậy. Mẹ phải tin con không thích giống như vậy, người ta thế nào người ta, còn con mẹ thế nào là con có mẹ. Còn không thì giống như cách dạy dỗ con cái cũng vậy. Em thì quan điểm là để cho bé tự lập, còn bà nội cũng vậy, là cưng chiều cháu quá, cái gì cũng chăm bẩm. Hỏi 8 tuổi rồi mà có gì cũng không biết làm, xiết mền xiết gối mình chỉ nó, để nội làm cho mình thì không muốn vậy. Mà nói ra là bắt đầu hai mẹ con có xung đột nên mình cũng chả muốn nói. Nói chung là có gì mà có xung đột mình cũng ít nói lại bớt. Này có góp ý gì với mình thì nói nhẹ nhàng một xíu, tại tính mình hay tự ái cao lắm mà mẹ cứ nói giống như là làm mình tự ái hơn. Mình cũng áp lực, mình cũng mệt mà đúng không? Thế nếu mà thông qua chương trình này mà em có thể kết nối mẹ chị với chị á, có thể ngồi nói chuyện với nhau á, thì chị muốn nói gì với mẹ? Nói chung bây giờ là mẹ cũng đã ok rồi, ở đỡ hơn đó, mẹ biết mình đã từng bị trầm cảm như vậy, giờ mẹ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà có một cái là hai mẹ con vẫn chưa có hiểu được với nhau, chưa thể mà ngồi tâm sự được nhiều với nhau. Mình vẫn còn dạng là áp lực khi nói chuyện với mẹ.
người ta có nói là mỗi lần nói chuyện cũng phải nhiều nhìn vào mắt đối phương để người ta hiểu được cái gì. Còn em là em có nói chuyện luôn, chị để em thấy nói chuyện em nào cũng dòm chỗ khác, không nào mà dám ngồi thẳng nhìn mắt mẹ mà nói chuyện. Sợ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thôi là mình cảm thấy mình sợ sợ rồi, nó không dám nói luôn á. Có cái phớt rồi mình sợ, nhiều khi mở miệng ra buông một cái là không biết. Ừ, nhiều khi nói chuyện xong với mẹ quay lên lầu hỏi ủa không biết nãy giờ mình nói có bị sai gì không, có bị bắt bẻ gì không, lúc nào cũng bị tâm lý vậy nên người nó cứ phập phồng sao. Trang ơi, giờ con ra con nói chuyện với cô xíu. Cô cho con hỏi thêm á, cái chuyện mà tụi nó ăn uống á cô, là cái lúc mà mình cho nó ăn á là có cực quá không cô? Là phải nó 9 tháng á cô. Dạ. 8 tháng mới cho ăn, người ta 6 tháng. Dạ. Rồi con biết sao, phải cho nằm xuống lớp. Thương. Dạ. Lắm, tự bò, tự đứng mình lên chứ không có ẩm, không có được đẩy như con người ta. Cô cho con hỏi á, là những cái lúc mà mình như là mình chăm mấy đứa nhỏ vậy đó, rồi mình mệt như vậy, rồi lúc mà mình quạo mình có nặng lời với chị ấy không? Quạo quạo cũng như nói nó trả lời, rồi bực quá cũng chửi vậy đó con. Rồi ở trong nhà mà. Dạ. Cô có lo có như là cô ghen giùm á, cô ghen giùm trai á. Hai mẹ con lúc đó quân luôn, trời ơi năm đứa nè con. Dạ. Nó đi cô không muốn nó ấy rồi nhỡ kia đó là người nào đó. Dạ. Người đàn bà mà đã dính rồi bây giờ con cãi mấy, bây giờ con không ngừa đầu tiên. Phải dạ, không? Đúng rồi. Khi nó đã vô mê một trận rồi, giờ 10 đứa con nó cũng bỏ. Rồi cô không bằng lòng, nó đi là đâu? Do là cô nó đi bán đâu? Mình cũng thương nó, còn không thương dạ. Tụi mày thôi đi, thôi dám dạ. Chịu, phải không? Đâu dạ. Cần. Mà tội nghiệp năm đứa nè con. Nếu mà ly dị chia ra làm hai, khổ tụi nó nè con. Nửa dạ. Lấy chồng, lấy vợ. Nó về tới con hỏi, đi đâu đâu vậy? Mẹ sao đi đâu? Mẹ cũng dòm ngó mẹ có là bắt đầu hai mẹ con. Sực. Rừng đó rồi tụi nó bỏ thế. Luôn nữa. Bây giờ thì cũng muốn cho nó vui vui rồi, rồi mẹ nói thì nghe đi, mẹ nóng lên thì nhịn. Dạ. Nhịn xong rồi đó, nhịn xong đó, mẹ à mẹ nói cái đó bậy con không chịu, phải không? Như vậy đi chứ. Dạ. Không thôi nó trả lời hồi lợi, mình lớn tuổi rồi mình bước lên, lên hét lên luôn. Dạ. Dù bà rất là khó tính nhưng mà em cũng ấm cơn bà là từ lúc mà có thành con tới giờ, là trong suốt khoảng thời gian đó là bà luôn là người đồng hành cùng em. Nhiều khi mình tự mình suy nghĩ là ủa mình cưới chồng hay là cưới mẹ chồng, tại vì thời gian ở với mẹ chồng là nhiều hơn thời gian ở với chồng. Nên em rất cảm ơn bà, dù biết là con của mình nhưng bà mà vẫn lúc nào cũng chăm sóc tới mấy đứa nhỏ. À, không ức hệ nào. Qua chương trình này thì con rất là cảm ơn mẹ, dù là con không khi nào mà nói ra là ừ con thương mẹ, nhưng mà tận sâu trong tâm lòng con á là lúc nào con cũng rất cảm ơn mẹ. Con muốn là qua chương trình này mẹ có thể hiểu con, là có thể là mẹ có sẽ xem con như là một người bạn nha, đừng có áp đặt là con dâu là phải nghe lời. Con muốn mẹ là một người bạn của con, lúc con bất lực hay là gì đó có thể là chia sẻ đường với mẹ. Sứ giả Dương Tri sẽ đảm nhận vai trò vú em cho 5 bạn nhỏ để mẹ chồng và nàng dâu sau 11 năm lần đầu cùng nhau đi làm đẹp. Bà với mẹ, ai ai khó tính hơn? Mẹ không? Con, ok con. Dạ ba. Không. Ba. Bà hả? Rồi, sao? Ba. 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 Rồi, bà khó lắm hả? Có con khó tính. Khó tính là... quýnh nhiều quá. Con có thấy bà la ai bao giờ chưa? La ai trong gia đình nhiều nhất? Thì con nói con ủa vậy hả? Ngày nào cũng mày quên, ngày nào cũng mày la. Ủa sao vậy? Trong lúc mẹ và bà hưởng thụ việc làm đẹp, Nam siêu quậy nhí với sự giúp đỡ của sứ giả Dương Tri sẽ nấu một bữa ăn đặc biệt dành cho hai người. Ngon không? Nghe con bắt thử. Bắt thử? Rồi, xình bụng đó. Nó nè, đánh cái này nè là phải ấy. Chúng con bởi rồi. Chưa? Mẹ chồng nàng dâu hồi đó giờ em mới nghĩ đi, có bao giờ mà thân thiện chứ mà bây giờ á, hồi đó thôi chứ bây giờ cũng thân thiện rồi,
Nói chung là lâu lâu thì có giận thì chút là hết thôi, chứ giờ sao giờ? À, lúc nào cũng đứng giữa, anh đâu có muốn ai đâu. Bây giờ thí dụ mà không có vợ anh cho anh giữ nợ nuôi lại 5 đứa con anh, mà giờ không có bà nội nói sao được. Bà nội là sinh mình ra mà sao giờ? Thấy không, khổ. Nhưng mà bây giờ cũng cố gắng thôi. Thí dụ mà có cây thì anh cũng gắn quà à. Em nói với bà nội rồi, bây giờ đó, mẹ có cây giờ lỡ như nở bỏ đi mà nuôi nổi không? Sao mà giữ nổi không? Phải hai người mới nổi chứ. Một, hai giờ, ba giờ người ta ngủ mà anh chạy á, có mệt không? Nhiều khi á, anh không có nói, nhà đâu biết đâu. Nhiều khi, hai ba giờ sáng mới ngủ được có một chút, chạy về chở nó đi học, anh cũng không có nói gì đâu. Có ai biết đâu, thấy không? Mình nói ra thì không công nói là cãi lại à. Anh biết mà, ví dụ cái giấc ngủ mình ngủ giờ đó, mà giờ mình nghịch lại, mình thức đêm á, là nó mệt lắm chứ bộ. Bởi vì sáng dậy là anh có buồn ngủ hoài là vậy á. Năm giờ suốt ngày ôm chiếc xe chạy thôi, chứ giờ anh con không có đi chơi, đi bơi gì hết á. Bởi như giờ không biết gì á, Tết nhất gì ngày nào anh cũng chạy á, không có biết ngày nào hết á. Giờ anh chỉ biết chạy kiếm tiền, đóng tiền học cho mấy đứa con thôi, chứ giờ không biết gì nữa. Chung là anh muốn mẹ vợ mỗi người, thí dụ con dâu nó có lỗi gì thì mình nói nó nhỏ nhẹ này nọ. Ví dụ mẹ có nói gì thì con cũng nói lại nhỏ nhẹ. Thì hai người á, nhỏ nhẹ, nó hòa thôi. Anh không muốn vậy đó. Tuổi mẹ anh giờ bảy mấy rồi. Người lớn á, thường hay đổi tính. Ví dụ mẹ nói đó, hồi quên đó à. Nhưng mà giờ á, anh làm con, anh đâu nói được gì đâu. Thì nói chung anh nói, cũng cố gắng nói vợ anh thì cố gắng vượt qua đi. Chứ giờ năm đứa con không thể gắng hy sinh đi cho nó chứ sao giờ. Chương trình giỏi quá, ít nói nhất mà hôm nay nói quá chừng luôn, nó đứng giữa không tội nghiệp lắm. Nghe anh nói xong rồi sao thấy tỏi chồng mình? Có cái gì cũng phải bỏ qua. Chút xíu hai mẹ con gây rồi thôi, cô mà la cái cũng khóc cái tánh vậy. Thì mong mẹ bỏ qua cho con. Con sẽ cố gắng là kiềm nén lại để mà mình bớt cái tính điên của mình, để mà con với mẹ là cố gắng mình lo cho tụi nhỏ. Thôi mẹ biết rồi. Gia đình của em cũng chân thành cảm ơn công ty Mai Linh, nơi mà ông xã em đang canh tác á, đã hỗ trợ từ lúc mà mấy bé ra đời tới bây giờ, và ủng hộ luôn một căn nhà cho mấy bé để mà lớn lên chút xíu nữa thì có chỗ mà dung thân. Và sẵn đây em cũng cảm ơn phường 4 và của quận 5 cũng luôn hỗ trợ đồng hành cùng các gia đình, cùng gia đình em. Chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cùng các mạnh thường quân nữa. Giúp đỡ. Rồi. Chúc cô, chị và cả nhà của mình thật là nhiều sức khỏe.